Bắt được nghi phạm sát hại vợ chồng giáo viên ở Bắc Ninh. Sau 16 giờ gây án, Vũ Đăng Mạnh, 23 tuổi, nghi phạm sát hại vợ chồng giáo viên ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ. Tối ngày 30 tháng 12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã bắt được nghi phạm sát hại vợ chồng giáo viên ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành vào rạng sáng cùng ngày. Nghi phạm là Vũ Đăng Mạnh, sinh năm 1999, trú tại xóm Ngòi, thôn 3, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành. Bước đầu Vũ Đăng Mạnh đã thừa nhận hành vi sát hại vợ chồng ông NTG, sinh năm 1969, ở xóm Ngòi, xã Mão Điền. Theo công an, khoảng 2 giờ ngày 30 tháng 12, Mạnh lẻn vào nhà ông NTG khi bị phát hiện, anh ta dùng hung khí tấn công vợ chồng chủ nhà. Ông NTG chết tại chỗ, bà NTH, sinh năm 1969, vợ ông G, chạy ra ngoài kêu cứu và gục trên vũng máu.